Chắc bạn, tôi là Quân, hiện tại đang phụ trách bộ phận thi công của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay được rất rất vui là được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ cùng với thi công trọn gói hệ thống lọc nước trung tâm cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn cho một bộ sản phẩm của công ty chúng tôi đã lắp đặt trọn gói cho gia đình của chị Thủy ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và bây giờ mời các bạn hãy cùng xem cái sản phẩm của chúng tôi đã tiến hành lắp đặt cho gia đình của chị Thủy các bạn nhé. Ok, mời các bạn vào trong cái vị trí lắp đặt của chúng ta. Quay phim của bác là bác ngủ lưng quay không sao. Chào. Vâng, hiện tại thì tôi đang có mặt ở cái vị trí lắp đặt của hệ thống lọc nước trung tâm tổng của gia đình chị. Thì mời anh Caraman có thể là quay qua một số hình ảnh quanh đây để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cái hệ thống lọc nước của chúng ta. Vâng, anh Caraman. Vâng, đây mời anh Caraman có thể lại quay lại cái map của tôi giúp tôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai hệ thống lọc nước các bạn nhé. Thì đây là một hệ thống lọc thô và đây là một hệ thống lọc tinh. Nguồn nước của chúng ta sẽ được bơm trực tiếp từ ngoài giếng khoan. Do nguồn nước của chúng ta không đảm bảo chất lượng sẽ bơm trực tiếp từ ngoài giếng khoan qua hệ thống đầu tiên là lọc thô, và sẽ tiếp đến là khi nước tiến hành lọc thô thì chúng ta sẽ được qua hệ thống lọc tinh, là chúng ta có thể sử dụng cái nguồn nước này để mà tiến hành sinh hoạt và tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình. Và cái công nghệ mà chúng tôi đang sử dụng, cái hãng thương hiệu đây là hãng New Life của chúng tôi, là nhập khẩu từ nước ngoài, là tất cả hệ thống vỏ bình được là bằng inox 304 và tất cả lõi lọc bên trong thì đều được sử dụng bằng công nghệ nhập khẩu từ châu Âu và đạt tiêu chuẩn G7 các bạn nhé. Thì với cái hệ thống lọc nước này sẽ giúp cho gia đình của quý khách để làm sao sử dụng cái nguồn nước là đạt tiêu chuẩn của chất lượng theo tiêu chuẩn của Việt Nam, để nó sẽ đảm bảo cho các bạn là khi sử dụng tất cả các thiết bị vệ sinh nó sẽ bị không hỏng. Và ngoài ra cái quan trọng nhất là các bạn khi sử dụng cái nguồn nước này, nguồn nước sinh hoạt cho gia đình mình thì nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe các bạn nhé. Ok, thì bây giờ tôi xin có một cuộc trao đổi nhỏ với gia đình của chủ của chúng ta các bạn nhé. Vâng, rất vui được giới thiệu quý vị các bạn, đây là chị Thủy, gia chủ của chúng ta. Thì chị ơi, cho em hỏi là chị làm sao biết được qua cái kênh nào mà có thể biết được bên em có cái thiết bị này hả chị? Cái này em chưa tham khảo vì là chồng em á, là em chồng em là không biết là anh qua cái gì, tham khảo qua cái gì, nhưng Hiện tại thì em cũng xin ngắt lời chị, công ty em là công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cái mảng chủ yếu của em là chuyên thiết kế thi công tất cả hệ thống nhà dân, và ngoài ra thì bọn em còn có kinh doanh một số hệ sinh thái sản phẩm liên quan đến các sản phẩm gia dụng của gia đình mình, ví dụ như hệ lọc nước, hệ điện thông minh, hệ năng lượng mặt trời. Thì chắc là chồng chị có qua internet thì biết được cái công ty em là một trong công ty lớn và uy tín trong cái lĩnh vực này. Thì chị ơi, cho em hỏi là cái thời gian của mình thi công cái hệ thống lọc nước này là bao lâu chị nhỉ? Từ khi lắp đặt, từ khi anh em vận chuyển đến đây là lắp đặt xong ấy. Thời gian thi công thì từ lúc khoảng tầm 11:30 ạ. Nghĩa là từ lúc trưa nay đúng không? Đến lúc đầu buổi chiều là xong. Vâng, với hệ thống lọc nước với hai cái lõi thì thi công rất là nhanh các bạn ạ. Thì cũng như trao đổi với chị với tất cả mọi người, đây là cái hệ thống lọc nước tổng này thì nó sẽ tạo ra cái nguồn nước sạch cho gia đình mình.
và bởi vì là cũng hiểu là 70% cơ thể mình là nước nên chúng ta phải là chăm sóc sức khỏe từ nguồn nước vào và đâu. Thì nói chung là rất là cảm ơn chị đã gia đình mình đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bên em. Thì bên em sẽ cố gắng phục vụ hết mình trong cái quá trình mà mình sử dụng sản phẩm. Có vấn đề gì thì chị cứ liên hệ lại công ty. Vâng. Là chúng em có một bộ phận chăm sóc khách hàng rất thoải mái. Vâng, ok. Một lần cảm ơn chị nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video và mong các bạn hãy chia sẻ video này nhiều hơn để chúng tôi có thể lan tỏa được những cái gì tốt đẹp nhất vào trong cuộc sống của gia đình mọi người Việt Nam. Ok, chào các bạn.